Chào tất cả các anh chị và các bạn, bạn đã quay trở lại kênh Thuốc Thú Y của chúng ta ngày hôm nay để chúng ta tìm hiểu về cái bệnh trên con gà. Đấy. Thì bệnh trên con gà, thưa các anh chị các bạn, là trên tay tôi là có một cái bộ giáo trình về bệnh trên con gà rất chi là nhiều, các loại bệnh, bệnh do virus này, bệnh Gumboro này, bệnh viêm khí quản truyền nhiễm, bệnh cúm, bệnh đậu gà và tất cả các bệnh, bệnh viêm não thủy, nói chung là khá là nhiều bệnh. Trên tay tôi có 10 bệnh là do virus, 7 bệnh là do vi khuẩn và 2 bệnh do nấm ký sinh trùng và một số loại bệnh khác. Thì trên tay tôi là cái quyển bộ giáo trình. Nếu như bạn nào mà muốn lấy cái thông tin kỹ thuật này thì có thể vào cái đường link mô tả của cái video này để chúng ta lấy lại. Cái này tôi đã scan lên file PDF và gửi tặng cho anh chị. Và ngày hôm nay thì tôi có làm cái video một cái bệnh đầu tiên trên cái cuốn sách tài liệu chăn nuôi gia cầm này của chúng ta. Đó là cái bệnh do virus. Đấy. Ở trên con gà thì bệnh đầu tiên do virus đó là bệnh dịch tả gà. Đấy. Các bạn nhớ nhé. Đây là bệnh đầu tiên mà tôi làm trên này, đó là bệnh dịch tả gà các anh chị. Cái bệnh dịch tả gà này các anh chị phải nhớ là nó thứ nhất là nó do virus gây ra. Đấy. Hai nữa là cái bệnh mà nó gây cho do cái nhóm Faramiso virus gây ra và nó có rất nhiều những cái tuyếp huyết thanh gây ra động lực. Và gà chính là cái ký sinh mà chủ yếu tự nhiên. Gà là ký chủ tự nhiên của cái loại virus này, nó rất mẫn cảm với gà, tức nó nhạy cảm với cái bệnh này. Ngoài ra thì một số vịt và gà Tây thì cũng dính, nhưng mà đặc biệt là trên con gà chúng ta bị là đầu tiên và rất chi là nguy hiểm cho chúng ta, tất cả các người chăn nuôi, các gia đình và các hộ chăn nuôi bà con chúng ta. Thì chúng ta phải kể đến nó là triệu chứng. Sẽ nói anh chị, viết nó không được đẹp lắm, viết tay không đẹp, nhưng bánh máy thì hơi cạch cạch, mọi người thông cảm. Về triệu chứng thì đầu tiên các anh chị nghĩ ngay đến nó là cái này nó gây ra suy kiệt này. Suy kiệt và bỏ ăn. Khi mà con gà của trong tàn gà của chúng ta mà cảm thấy là con gà của chúng ta nó cứ giảm dần cái khả năng bỏ ăn, tức là cái năng động của con gà của chúng ta trong chuồng nó không có, thì chúng ta nghĩ ngay đó là hiện tượng dịch tả gà. Cái thứ hai nó xảy đến cho mọi người đó là gà bắt đầu có hiện tượng tiêu chảy. Đấy. Phân thì nó hơi xanh. Mọi người nhớ nhé, cái này mới là cái quan trọng này. Đấy. Thậm chí nó hơi vàng một tí nữa. Hơi vàng. Cái thứ ba nữa là có triệu chứng thần kinh. Có triệu chứng thần kinh như là rối loạn vận động bà con ạ. Rối loạn vận động, ngoẹo cổ. Thì đấy là những cái mà đầu tiên khi chúng ta nghiên cứu về cái bệnh dịch tả gà này, chúng ta nghĩ ngay. Thứ nhất là con gà của chúng ta suy kiệt, bỏ ăn. Cái thứ hai là bắt đầu nó có cái hiện tượng là tiêu chảy. Đầu tiên phân nó hơi xanh, xong nó ngả ra hơi vàng vàng. Cái thứ ba mà cái triệu chứng điển hình nó là có hiện tượng về thần kinh, tức là nó rối loạn về vận động. Và đặc biệt cái cuối cùng này mọi người mới là nguy hiểm này. Đấy. Tỷ lệ chết cao của các ổ dịch. Tỷ lệ chết rất chỉ là cao. Thì đấy là những cái mà triệu chứng mà bà con chúng ta lên phải để ý. Đấy, bây giờ chúng ta sang cái thứ hai nữa mà để ý cho bà con, đó là bệnh tích. Cái này thì chúng ta dùng để chẩn đoán và điều trị hiệu quả hơn. Thì đầu tiên mọi người nên thấy là gà của chúng ta có hiện tượng ngoẹo cổ. Đấy. Xong đấy là hậu môn thì xuất huyết. Xong rồi nó có, nếu mà các bà con mổ con gà ra, chúng ta nuôi vài nghìn con gà thì mổ một hai con ra không ảnh hưởng gì, chúng ta thấy là nó cái xuất huyết mỡ vành tim. Đấy. Và cái mề của nó thì xuất huyết tiền mề, đoạn hồi manh tràng thì có xuất huyết hồi manh tràng và viêm màng giả ở vùng hầu họng. Đấy. Đấy là những cái mà triệu bệnh tích điển hình để cho bà con chúng ta dùng để chúng ta điều trị, chúng ta chẩn đoán được cái bệnh dịch tả gà này. Thì đây là những cái hình ảnh mà chia sẻ cho bà con. Bà con, mời bà con xem. Đây là bà con, gà của chúng ta có hiện tượng ngoẹo đầu.
Đấy, con gà chúng ta ngoẹo đầu à, chết đây, ngoẹo ngoẹo à, ngoẹo cái đầu à. Đấy. Nó liệt, suy kiệt, mệt là nó không có làm gì cả, nó ngoẹo cái đầu xuống. Đây là cái triệu chứng đầu tiên mọi người nhìn thấy này. Cái thứ hai nữa là mọi người thấy này, nó xuất huyết cái hậu môn. Đấy, cái hậu môn của con gà xuất huyết hết, không còn gì cả. Bởi vì nó đi tiêu chảy mà. Khi nó tiêu chảy rồi thì nó gây ra hiện tượng xuất huyết. À, hậu môn của gà rất chi là điển hình. Mọi người nhìn cũng thấy luôn. Phát hiện ra ngay, không có gì là khó khăn cả. Đây là cái xuất huyết của gà. Đây là cái hình ảnh mà khi chúng ta mổ khám ấy, chúng ta thấy là nó xuất huyết mỡ vành tim bà con nhé, xuất huyết mỡ vành tim trên da cầm. Đây là cái hình ảnh cái đoạn hồi manh tràng của con gà các bạn nhé, bà con nhìn thấy là nó bị xuất huyết này, tiền mề đấy, cái mề của nó đấy. À, đây là xuất huyết hồi manh tràng bà con nhé. À, xin lỗi anh chị nhầm hình ảnh. Đây là xuất huyết của tiền mề này, đấy, chỗ cái mề xuống này bà con. Đấy, thì xong chúng ta thấy nó xuất huyết ở chỗ này. Đấy, đây gọi là xuất huyết tiền mề. Đấy, bà con thấy đây này, đây là cái mề đúng không? Đây là xuất huyết này. Đấy, đây là xuất huyết tiền mề. Đây là cái hiện tượng viêm màng giả vùng hầu họng. À, các anh chị để ý này. Đấy, nó viêm này, có viêm này. À, cái màng giả, viêm màng giả vùng hầu họng. Thì đấy là những cái mà triệu chứng điển hình khi mà bà con chúng ta mổ khám mà gà của chúng ta nghi mắc bệnh dịch tả gà. Và hiện nay thì cái bệnh dịch tả gà này nó ghép với rất nhiều những cái bệnh khác chứ không phải nguyên dịch tả gà nó gây ra cho bà con. Trên chúng ta thấy là dịch tả là có rất nhiều những cái loại bệnh ghép vào tạo ra. Thì hiện nay thì chúng ta chưa có về mặt điều trị nhé bà con. Đó. Về mặt điều trị. Thì cái bệnh này là chưa có thuốc điều trị bà con. Điều trị bệnh này là chưa có thuốc để chúng ta điều trị. Và chúng ta chỉ có ngăn ngừa, phòng bệnh. Bằng vaccine thôi. Đấy. Bà con để ý tí. Chúng ta sẽ có phòng và vaccine thôi. Để đây là trên đây là tất cả những cái gì tóm tắt về cái bệnh dịch tả gà. Hay còn gọi là Lưu-Cất-Sơn ấy, LD. Đấy. Và chúng ta có triệu chứng này, bệnh tích và cách để chúng ta điều trị phòng bệnh. Đấy, chúng ta phòng bằng vaccine. Và là có một cái quy trình phòng bệnh và vaccine thì bà con có thể tham khảo trong cái bộ tài liệu mà chia sẻ cho bà con trên dưới này. Dưới cái video này có một cái bộ tài liệu thông tin kỹ thuật giúp bà con chúng ta chăn nuôi gà đạt được cái hiệu quả cao nhất trong chăn nuôi. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những cái video clip lần sau. Nếu mà bà con thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh. Và đặc biệt là chia sẻ cho những ai mà chăn nuôi gà biết được cái cuốn sách thông tin kỹ thuật chăn nuôi gà này của tôi để giúp cho bà con chúng ta mang lại cái hiệu quả kinh tế cao nhất và thành công nhất trong cuộc sống của chúng ta. Còn một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những cái video lần sau.